Dạ vâng, em xin chào anh chị. Em quay lên cho anh chị cái lô cây Enchocoret nha anh chị nhé. Cây này thì em đã trồng thuần trong chậu từ lâu rồi, từ nhỏ rồi. Bữa nay sau cái đợt nó bị bệnh với cái lá đó, thì bữa nay bên em đã xử lý xong rồi. Lá ra đẹp lại rồi anh chị nhé. Đó, cái chậu thì em đang trồng sẵn ở trong những cái chậu có trụ này. Nó cao tầm cả chậu, nó cao tầm 40 cm nha anh chị. Đó, cây thì sẵn chậu, sẵn trụ luôn rồi. Về anh chị chỉ việc chơi luôn thôi. Hoặc là mình cây nó lớn hơn thì anh chị có thể cắm thêm cho nó một cái trụ nữa để anh chị chơi nhé. Em đang bán là 150 ngàn một chậu nha anh chị nhé. Đó, bên cạnh đó thì ngoài cái Echocoret ra thì bên em còn có thêm cái cây Veru Cosum nữa nha anh chị nhé. Đó, Veru thì cũng đồng giá là 150 ngàn một chậu. Đó, em bán lẻ từ một chậu nha anh chị nhé. Đó, Veru thì nó nhỏ hơn một chút. Nhưng mà cây thì bên em đã trồng từ nhỏ rồi. Nói chung là em sẽ lựa những cây lớn trong lô em bán trước. Đó, lá đâu đó tầm 20 cm rồi. Mười mấy 20 rồi đó, nói chung là nhiều cây nó cũng lá nó cũng lớn, em sẽ lựa em bán trước anh chị ạ. Đây là hai cái dòng cây nói chung là cũng khá là đẹp nhưng mà cũng không có dễ chăm đâu nha anh chị. Anh chị mới tập chơi ấy, thì hai cái dòng này có thể là cũng hơi khó một chút đấy. Đó, một số cái dòng này nó hay bị cái bệnh nhện đỏ hoặc là bị nấm khuẩn nha anh chị nhé. Anh chị lưu ý một số cái bệnh như vậy thôi. Đó, bên em đang sẵn số lượng rất là nhiều hai cái dòng cây này, anh chị có nhu cầu thì inbox cho em nhé. Xỉ em bán từ 10 cây ạ. Rồi em xin cảm ơn anh chị.